Em xin chào tất cả các anh chị yêu Lan nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị một vài cái hướng rất là dễ thương và vừa túi để cho mình sưu tầm nha. Đây là mặt hoa 40 Lê Thị Riêng nha mọi người. Đó, mới nở nè mọi người, mới vừa bung ngày thứ nhất nè ha. Bung được 2-3 ngày là nó lên màu rất là đẹp nha mọi người. 40 Lê Thị Riêng. Đây, em có một cái hướng siêu đẹp luôn nè mọi người. Hai mắt nè. Đó, một cái như thế, một thân của nó, cái thân đầu của nó là được tới 3 mắt lận. Cái thân sau được tới 2 mắt lận nha mọi người. Hướng rất là dài nha. Hướng rất là khỏe và đẹp. Đang rễ như thế này, để em để xuống đem đo cho mọi người xem nè. Một gang tay nè. Đó, hướng này hơn 40 xăng luôn nha mọi người. Đây. Hướng này cao hơn 40 xăng, rễ rất là đẹp. 40 Lê Thị Riêng, bình thường một lá người ta bán là 500 ngàn một lá. Hướng này sẽ là 1 triệu. Thì hôm nay em tri ân khách hàng, em bán hướng này 900 ngàn nha mọi người. Hướng đầu rất là khỏe. Lê Thị Riêng thì nó có rất là nhiều giá nha mọi người. Chứ cây nhỏ đó, cây nhỏ thì bán sẽ giá mềm hơn, khoảng tầm 350 một lá. Còn cái lá này là lá hướng đầu, cây rất là khỏe và hàng tách chiết cực kỳ khỏe luôn. Thì hướng này em sẽ chia sẻ là 900 ngàn bao ship cho anh chị mình chơi nha. 40 Lê Thị Riêng. Cái mà mình mua hướng nó rẻ tiền hơn một chút, nhưng mà cây nó yếu á, thì em mới thiệt cho mọi người, trồng rất là lâu. Trồng rất là lâu nha. Em đang tách chiết, em đang vô chậu á. Còn cái hướng mà mình khỏe như thế này, mình về mình nè, trong khi đó nó rễ như thế này nữa, mình về mình ghim xuống trần một tuần lễ là nó ra, rễ nó ra rất là đẹp nha. 40 Lê Thị Riêng, hai lá này em chia sẻ cho anh chị siêu tầm là 900k và bao ship nha mọi người. Bao ship trên livestream lúc nào em cũng sẽ bao ship cho anh chị mình hết, nên là anh chị mình nếu mà yêu thích đó, thì cứ inbox cho em theo số điện thoại là 0914727162, nhắn tin Zalo cũng được, nhắn tin điện thoại cũng được, gọi điện thoại cũng được, lúc nào em cũng online hết nha mọi người. Đây, 40 Lê Thị Riêng nha mọi người, cực kỳ xinh xẻo luôn, là một hướng. Rồi, tiếp tục em sẽ chia sẻ cho anh chị cái hướng này. Hướng này thì hiện tại rất là hiếm luôn nha mọi người, và đang được nhiều anh chị săn đón. Thì ở đây em chia sẻ được hai lá nha anh chị, hai lá đầu luôn, hai lá đầu cho anh chị mình chơi nha. Hai lá đầu, mặt bông này chia sẻ với anh chị hai lá đầu, giá là 500k. Cây này là First Choice nha mọi người, một mặt bông đài màu trắng lưỡi đỏ nha, hoa rất là dễ thương và cực kỳ đáng sưu tầm luôn. Hai lá này em chia sẻ cho anh chị mình chơi là 500 ngàn nha mọi người. Hướng đầu và rất là khỏe. Anh chị nào thích đó thì chụp màn hình lại giùm em. Tại vì nhiều khi em nói cái tên mà mọi người không nghe được đó, thì mình cứ chụp màn hình cái mặt hoa này lại. Em sẽ giới thiệu cho anh chị em mình, hoặc là anh chị cứ gửi Zalo cho em là em sẽ biết. Rồi, đây là một cái cây VIP. Thì trong một livestream em sẽ lên một cái mã VIP cho chị em mình chơi nha. Đây là một trong những cái cây cực kỳ đẹp, mã 158 nha. Dòng 158 thì thân lá nó tròn tròn, nó rất là dễ thương nha mọi người. 158 thì cây này là một trong những cái cây rất là VIP. 158 đỏ VIP nha mọi người. Nè, em cho mình xem đó, một mắt nè, hai mắt nè, ba mắt nè, bốn mắt nè, năm mắt ngủ luôn. Mắt ở dưới đây nó là năm mắt. Cái áo lụa nó màu đen nhưng mà cái mắt nó vẫn tốt nha mọi người. Lá sau thì hết mắt rồi. Cái mẫu này là một trong những cái cây hot và rất là mắc, nên là anh chị nào mà yêu thích những cái cây siêu tầm mà loại VIP như vậy á, thì cứ inbox cho em. Một hướng như thế này em chia sẻ với anh chị là 1 triệu 9 nha mọi người. Là bình thường em bán hai lá này là 2 triệu. Là một lá 1 triệu đó, hai lá là 2 triệu. Trên livestream này em sẽ gọi là tri ân giảm nhẹ cho mọi người. Còn 1 triệu 9 bao ship luôn nha mọi người. Rất là khỏe. Một cái hướng mà tới 5 mắt ngủ luôn mọi người. Một lá thôi mà mình đã được 5 mắt ngủ rồi. Đó. Cây này cực kỳ khỏe. Nếu anh chị trồng và biết khai thác thì nó ra đã lắm. Là mẫu 158 đỏ VIP này em chia sẻ với anh chị hai lá là 2 triệu nha mọi người. Hai lá là 2 triệu. Đây là một cái cây VIP đó.
cây đó anh chị chơi là đẳng cấp luôn đó mọi người. Cái cây đỏ này nè là chơi đẳng cấp luôn, tại vì số lượng rất là ít nha, rất ít người có đó mọi người. Tiếp tục em sẽ chia sẻ, em có hai cái hướng hàng cắt tem chia sẻ cho anh chị. Đây là Lucky Lime Blue Hawaii, cái màu tím của nó rất là ngọt luôn mọi người. Màu tím của màu tím này cực kỳ ngọt luôn. Cái hướng này em chia sẻ cho anh chị 80.000 nha, 80.000 một hướng, và chỉ có hai hướng cho mình chơi thôi. Anh chị nào yêu thích Lucky Lime Blue Hawaii thì chụp màn hình lại giùm em. Một hướng khỏe đẹp như thế này bán cho anh chị chơi là 80.000. Bình thường bán 100.000, hôm nay bán 80.000. Nói chung trên cái livestream này mặt bông nào em cũng sẽ sell up cho mọi người hết. Rồi, tiếp tục. Cái hướng 80.000 này mình mua hai hướng thì em sẽ bao ship cho mình nha. Còn mua một hướng thì em không bao ship tại vì có 80.000 thôi. Tiếp tục, em sẽ chia sẻ với anh chị mặt hoa size giảm wide bed. Đây là một trong những cái cây tem cực kỳ đỉnh luôn. Anh chị thấy cái độ đỉnh của nó không? Khuôn rất là tròn và đẹp nha mọi người. Lúc đầu nó nở ra hơi ngà ngà nha, hơi ngà ngà xanh xanh như thế này. Nhưng mà khoảng tầm 2 đến 3 ngày nó sẽ lên cái màu trắng đẹp lắm. Hoa hoa cực kỳ thơm, bông tròn, khuôn tròn. Thằng này là một trong những cái khuôn tròn cực kỳ đẹp và đáng chơi. Thì em chia sẻ với anh chị hướng ba lá như thế này là 80.000 luôn. 80.000 luôn, và anh chị lấy hai hướng em sẽ bao ship cho mình, còn một hướng thì em không bao ship nha. 80.000 cứ hai hướng em sẽ bao ship, và cái dòng này em cũng chỉ có 2 đến 3 hướng để chia sẻ thôi. Cái này em cắt được chỉ có 2 đến 3 hướng chia sẻ với chị em mình thôi nha. 80.000 một hướng, hai hướng thì em sẽ bao ship nha. Mặt bông màu trắng size giảm wide bed. Rồi, ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị một số mặt bông đó thôi. Có hàng trung bình luôn, có hàng siêu thấp và có hàng siêu giá trị để cho chị em mình lựa chọn luôn nha mọi người. Anh chị em mình mà cứ thích cái mẫu nào thì cứ gọi điện thoại cho em, hoặc là mình cứ chụp lại cái màn hình nè, rồi gửi Zalo cho em. Tại vì nếu mà anh chị có chơi Zalo thì mình nhắn tin Zalo thì nó đỡ mất phí á. Thì mình cứ nhắn tin Zalo cho em rồi em sẽ gửi mẫu hoa cho mọi người. Và vườn em còn rất là nhiều mặt hoa đặc biệt cho anh chị mình sưu tầm nha. Anh chị nào thích thì cứ gọi cho em, inbox cho em nha. Chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ nha anh chị. Bye bye mọi người.